Nửa củ cả to cánh là cả nửa củ vừa 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 cả cánh cổ cái lá này này là cả cọng đấy. Cái lá, cái lá đây cả cọng phải coi cả cọng nhá. Lá, lá là một nắm độ nhiều vừa vừa thôi. Cọng ừ độ chục một cái thôi, chục cái cọng, 10 cái cọng. Hơn tí đấy lại là cái củ cải này cũng bổ năm năm bốn à cô? Ừ bổ bốn hoặc tư nó hai cũng được tùy bổ làm hai hoặc là bốn rồi đấy. Thế thôi một hai ba bốn năm năm thứ thế thôi đúng không? Là cái đổ lẫn lên đúng lá củ cải phải cho lên trên cũng phải cho lên trên trước. Tao còn dạo lọ tao còn phải mua để tao phơi ra lá cái lá ừ. Thế sau, nếu không có lá thì không cho... có lá thì mua trước để ít nữa mùa mà mua trước để phơi. À, cái nhưng lá đấy tốt kể như phải có cái lá đấy. Nhưng mà rồng được thì mình cho vào mấy cái xốp mình gieo mình rồng. Ta đang bảo được để xem ít đất tôi mua về à đi xin đi làm ít đất về đổ cái thùng xốp ấy xong gieo vào đấy để mình ăn thì mình ăn được quanh năm. Còn không thì cứ phải mua đại dự trữ là phơi khô. Ừ. Phơi khô ra thì xong rồi mỗi hôm một nhúng nhúng như liệu liệu này này ừ. Xong rửa sạch nó cắt nó ra nhỏ để đèn trên ừ. Cho củ cải như lấm trước đi vào trong xong đi củ cải cho ở dưới cái lặng cho ở dưới xong cái lá ấy, cho rắc lên trên củ cải cà rốt cho phải ngập nước nhá cho ngập, ngập nước. Nước ngập nước nó ấy lên tí là xong khoảng đun sủi xong rồi vặn nó lúc ủ là đun một tiếng ừ đấy đun một tiếng ra đun một sủi xong thì vặn một tia sủi đấy đã sủi đấy thì đun một tiếng thêm một tiếng đúng không ừ. Còn đâu đun, là... nó sủi thì bắt đầu đun vặn nhỏ đun một tiếng vặn nhỏ thì đun to đun thì nó chả bố hết vặn nhỏ nước thì có đo khoảng bao nhiêu không một... nước thì cứ để nó sắp sắp cho sắp là được nổi cái đấy lên sắp sắp cái cho hết là rồi xong đổ nước thì cho nó để nó sắp sắp lên trên ví dụ cái miệng nồi nó cho hết là nhiều nhá xong mình đổ nước từ từ xuống thì mình nó sắp sắp nó lồ lên trên nó lên một ít thì là thế lúc mà lên xong thì được một bát con hay một bát to ạ cô ôi, uống cũng mà phải hai bát hoặc ba bát chứ à đun xong được khoảng ba bát hoặc hai bát thì có hôm nước mình cho nó ít quá thì thành ra nó còn có hai bát còn không thể đấy xong có hôm ta phải gối là ví dụ uống hôm nay là gối để một bát nữa để sáng mai thì sáng mai đã đun được đâu cho vào tủ lạnh để sáng mai lại hâm lại lên nóng uống ấm ấm uống ấm ấm tốt đây là canh dưỡng sinh ừ canh dưỡng sinh.